sản của cha mẹ hay người khác, không được lười biếng. Ở đây thì bảo đảm tất cả các con không có lười biếng. Cái là mình không ỷ vào người khác. Thật sự mình là tị nạn qua đây hay là đi bỏ lãnh qua đây, mình từ bàn tay trắng là có cuộc sống. Mình không phải là con ông cháu cha hay là giàu có gì, thì mình mấy cái này là đa số mấy con không có bị cái này. Ở Việt Nam là bị đó. Để cho nó qua cho lẹ. Thứ 10